Sau đây là Quyền Linh là người duy nhất đưa ra câu trả lời đúng, và cậu ấy hứa chúng tôi là năm nay là cậu sẽ đưa chúng tôi đi. Chú cho chúng tôi nghỉ ở cái homestay của chú ấy. Tối qua đã chưa đặt chúng tôi một bữa, gọi là không có gì là tuyệt vời hơn, những điều tuyệt vời hơn, không có gì tuyệt vời hơn. Đề nghị giờ mình phải ôm nhau một cái. Đang ở giữa đất trời mênh mông, hay mình cần phải được